muốn giới thiệu được các bạn đến các doanh nghiệp của bên anh nữa. Đấy là cái mà bên anh kỳ vọng nhất. Ok, bắt đầu thôi. Anh sẽ mở cái project Laravel 7 lên. Anh đang xem hai màn hình ấy, nên là các bạn cứ chat nhé. Các bạn chat thoải mái. Anh vẫn control được. Vì anh đang sử dụng hai screen. Rồi, ok. Còn bạn nào không biết cách start server của Laravel 7 không? À, của Laravel không? Thì vẫn phải nói lại một chút. Ok, anh sẽ mở project này lên. À, giới thiệu chém gió thêm một chút là anh đang có một cái project chạy ở bên ngoài. Thì bạn nào mà muốn có dự án để thực hành thì cứ inbox riêng với anh nhé. Anh sẽ assign vào dự án để code với Laravel luôn, cũng là Laravel 7, một dự án thực tế. Thì các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ cái dự án này nếu mà các bạn tham gia. Ok, anh sẽ mở cái phần terminal lên. Phần terminal của chúng ta nó sẽ nằm ở trong thư mục. Các bạn chỉ cần cái chuột phải vào này. Nếu các bạn cài Laravel rồi nó hỗ trợ cho các bạn cái terminal này, gõ rất là thích, gần như là giống như là của Linux. Đó. Sau đó anh sẽ chạy lên. Thì các bạn sử dụng cái artisan server. Server viết thiếu nhé, viết sai. Còn nếu mà server viết đủ là kiểu gì cũng lỗi. Sẽ hơi chậm một chút. Thì anh sẽ tạo ra một cái đắp cho buổi hôm nay. Đây, anh sẽ tạo ra một cái đắp Cuban. Cái đắp Cuban.md này. .md. Chúng ta sẽ lưu nó vào đây. Anh sẽ lưu nó vào đây. Rồi, server của chúng ta đã được start rồi. Các bạn thấy là sau khi start xong nó chạy theo cái này. Thì đây chính là cái link domain mà chúng ta sẽ sử dụng. Đó. Thì hôm nay cái mà anh nói đó chính là vẫn liên quan đến một chút về router và cái middleware. Middleware thực tế là chúng ta chỉ cần nắm được cái cách tạo. Cách tạo thì anh nói lại một chút, thì sử dụng câu lệnh này. Artisan Max middleware đó và tên middleware name đó, kiểu như vậy thì cách tạo của nó và tất cả các middleware mà các bạn tạo ra nó sẽ nằm ở trong đây, nó sẽ nằm ở trong thư mục http middleware này. Các bạn nhận thấy một điều là controller và middleware nó đều nằm trong thư mục http, có nghĩa là nó sẽ nằm ở cái nơi mà chứa nơi để mà nhận cái request từ trình duyệt, chính là HTTP này. Đây, middleware nó sẽ nằm ở trong đây như thế này. Rất nhiều thứ ở trong này. Đó. Đây. Thì cái cách tạo và cách sử dụng thì sẽ không nói nữa, hôm trước mới làm qua một chút. Thì tất cả những phần xử lý của thằng middleware nó sẽ nằm ở trong đây, nó sẽ nằm ở trong handle này, nằm trong handle. Và mỗi cái xử lý của chúng ta sau khi mà đã thành công thì nó luôn luôn return cái next này, thì các bạn giữ cố định cho nó không thay đổi gì. Ủa, sao lại âm thanh của ai đây nhỉ?
chưa không mua được nhỉ. Rồi đây thì ở trong đây chúng ta sẽ có middleware này. Thì cách sử dụng của nó thì các bạn phải khai báo, anh sẽ nốt lại cách sử dụng này. Thì các bạn phải khai báo nó ở trong kernel. Bạn mấy tin đi thầy ơi. Sao đấy, bị sao đấy? Này. À sorry, mất mic à. Ok, nghe được chưa? Ok. Thì tất cả đều phải khai báo ở trong kernel khi các bạn muốn sử dụng một middleware bất kỳ. Đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái router. Quay trở lại cái router này. Thì đối với một router nó có thể có sử dụng nhiều middleware. Ví dụ ở đây, chúng ta có một cái router backend này. Thì ngoài cái middleware này thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều middleware khác. Đó, thì cách sử dụng của nó thì các bạn chỉ cần bọc nó ở trong một mảng, hoặc là đây anh sẽ tạo ra một cái test middleware tiếp theo đây. Giả sử chúng ta sẽ có phần gọi là verify user. Anh giả sử anh tạo ra một cái middleware như thế này, thì sau khi tạo xong các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở trong thư mục middleware của chúng ta này. Đây thì chúng ta sẽ có cái verify middleware sau khi cái này được tạo xong. Thường những cái câu lệnh command đầu tiên thì nó sẽ khá là chậm. Đây. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ khai báo cái này ở trong đây. Thì trong kernel này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có, anh giải thích thêm về cái kernel này, các bạn sẽ thấy có 3 phần. Một là cái middleware này. Ở phần đầu tiên này, biến middleware này. Đây cũng là khai báo một để đăng ký một cái middleware. Cái thứ hai cái này cũng là middleware dành cho web này. Và một cái là dành cho API, chính là cái mà sau này chúng ta sẽ viết API cho ứng dụng client này. Và cái nữa đó là cái protected router middleware. Đó, cái này là dành cho router của cái ứng dụng, cái mà chúng ta hay chạy. Cái mà chúng ta chạy ở trên đây như thế này, thì nó sẽ là ở đây, nó sẽ nằm ở đây. Còn khi các bạn đăng ký một cái middleware ở trên này này, thì cái này nó sẽ áp dụng cho tất cả, cho toàn project luôn, cho cả API, cho cả web. Đây. Còn khi các bạn đăng ký riêng ở đây này, thì nó sẽ sử dụng cho từng cái nhóm router. Đó, kiểu như vậy. Ví dụ nhóm router là web hay nhóm router là API. Thì thông thường chúng ta hay làm ở đây, vì chúng ta đang sử dụng web application ở dưới này. Đó. Thì ở đây chúng ta chỉ cần, ví dụ tôi để là verify. Thì chỉ có một cái lưu ý ở đây, các bạn nên nhớ đó là cái tên của middleware này này. Các bạn nên để cái tên nó gần với cái tên class này. Và nếu mà có hai từ trở lên ấy, thì các bạn dùng dấu chấm verify user như thế này. Đó. Và trong này thì chúng ta sẽ lấy ra cái namepay và tên class. Thì các bạn nên nhớ cho anh như vậy, namepay là app này, và tên class
tên class ở đây. Ở đây. Đó, các bạn viết như thế này. Đó, thì chúng ta đã đăng ký được một cái middleware và quay trở lại phần router. Thì các bạn chỉ cần, nếu các bạn muốn dùng cái middleware đó ở trong cái router cho cái nhóm backend này, thì các bạn chỉ cần truyền nó vào. Đó. Bây giờ làm sao để chúng ta biết là đã sử dụng được cái middleware verify user rồi? Thì các bạn chỉ cần vào thằng verify user này. Các bạn đặt một cái DD ở đây, có nghĩa là debug ở trong đây, là nó sẽ nhận. Đây, chúng ta sẽ chạy thử lên, ví dụ như là backend user. Có nhanh quá cả lớp, nhanh quá không các bạn? Rồi, ok. Đây, thì nó sẽ chạy ở đây. Đó. À, thì ở đây có một cái gọi là độ ưu tiên. Cái này rất quan trọng đấy. Sau này các bạn làm thì các bạn thấy là khi mà chúng ta để ở đây như thế này, khi mà chúng ta đăng ký nó ở trong router như thế này, thì nó sẽ ưu tiên lần lượt từ trái sang. Có nghĩa là nó sẽ chạy thằng này trước. Nếu mà thằng này ok, cái thằng test filter này ok này, tức là pass qua được nó rồi, thì nó sẽ chạy sang thằng này lần lượt như vậy. Thế nên là sau này tùy vào từng cái trường hợp hay là tùy vào từng bài toán của các bạn mà các bạn sẽ có những cái middleware và thứ tự của nó như thế nào cho nó phù hợp. Đó, nếu mà anh đuổi cái này lên trước thì nó sẽ ưu tiên check cho cái thằng này trước. Đó, và trong đây số middleware ở trong một cái router này sẽ không giới hạn nhé, nhớ cho anh như vậy. Đây, chạy lên này. Đó, thì nó sẽ rơi vào cái DD của chúng ta này. Cái DD này. Đó, nó sẽ rơi vào đây. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở trong phần Verify User này. Đó, nếu chúng ta bỏ qua như thế này là mặc định là nó sẽ next cái request này, có nghĩa là nó đẩy cái request này đi tiếp. Và nó sẽ đến cái middleware kia. Đó. Ok. Đó, và khi các bạn nhập đủ giống như buổi trước thì nhập đủ username bằng admin và pass từ 1 đến 6 thì nó sẽ vào được cái phần user management. Đó, thì đấy là chính là phần middleware. Tiếp theo anh sẽ quay lại tiếp tục về cái phần router này, tại vì hôm nay chúng ta nói về controller và blade view. Thì đối với phần middleware này thì nó chỉ như vậy thôi, các bạn nắm được cái cách định nghĩa đó. Còn tùy vào từng bài toán này ở trong đây các bạn sẽ xử lý nó như thế nào cho nó phù hợp. Sau này chúng ta làm project rồi thì chúng ta sẽ làm, sẽ vận dụng vào một cái bài cụ thể thì các bạn sẽ lúc đó sẽ hiểu hơn nữa. Đó, cách các bạn tạo ra một cái middleware này, cách các bạn có thể khai báo nó. Đây, khai báo thì thông thường chúng ta sẽ khai báo ở đây nhé. Đó, chúng ta hạn chế khai báo global ở trên này. Đó, rất hạn chế. Tại vì những thứ mà dùng cho global là dùng cho toàn project ấy, thì nó sẽ phải là những cái chung nhất. Thì chúng ta hạn chế khai báo trên này, trừ những cái thật đặc biệt và dùng chung cho cả hệ thống. Một số trường hợp chúng ta sẽ khai báo ở đây, nhưng hiện tại thì chưa. Đó. Cách khai báo middleware ở trong kernel và sau đó là cách sử dụng nó. Thì các bạn chỉ cần nhớ cái tên này. Cái tên ở đây này, trong router này này, nó sẽ chính là cái tên mà các bạn đặt tên ở trong đây. Cái này là tên các bạn hoàn toàn tự đặt tên nhé. Đó, bản chất cái này nó là một mảng thôi. Đây này, nó là một mảng, nó là key của mảng và value tương ứng. Hiểu đơn giản như thế thôi. Đó, bây giờ anh sẽ nói về thằng router mà mapping với controller. Như các bạn biết là mô hình MVC là nó sẽ là model, view và controller. Và từ lúc chúng ta tiếp cận thằng Laravel này thì chúng ta chưa thấy là dùng controller ở đâu cả. Đó, chúng ta chưa hề thấy. Thì bây giờ anh sẽ nói về cái này. Đó, thì chúng ta mới chỉ khai báo router và sử dụng nó dưới dạng function như thế này. Nhưng thực tế thì sẽ không bao giờ dùng. Không bao giờ chúng ta làm dự án mà lại đi khai báo kiểu như thế này. Cái này chỉ dùng lúc học thôi, lúc demo để các bạn hiểu thôi. Đó. Còn khi chúng ta sử dụng ấy,
Thì chúng ta sẽ khai báo controller giống như khai báo router giống như là chúng ta khai báo controller, có nghĩa là từng cái router ở đây nó sẽ mapping đến phần nào của controller đó. Thì chúng ta sẽ quay trở lại phần này, chúng ta sẽ đi nói về controller. Nó hôm trước có một bạn bảo là vẫn thiếu phần resource, yên tâm sẽ không thiếu cái gì đâu. Ủa, sao mở cái file nó có vẻ hơi chậm. Không phải là học mà không bao giờ dùng, các bạn đừng nghĩ thế, mà là các bạn vẫn phải hiểu cái khái niệm router ở trong đây. Khi dùng sang controller nó là một cái cách gọi khác thôi, chứ các concept như là get, report các thứ thì nó vẫn giữ nguyên. Các bạn hiểu như vậy. Tại sao anh lại nói là trong thực tế sẽ không dùng? Bởi vì bây giờ anh sẽ nói về controller thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ không bao giờ dùng như thế này, bởi vì chúng ta không thể code ở trên trong này được. Lát nữa anh sẽ làm rõ cho các bạn. Ok, tiếp theo anh sẽ nói về controller. Ủa, mất luôn cái file doc à? Okay. Controller. Đầu tiên anh cũng sẽ nói về cách tạo. Cách tạo thì các bạn chỉ cần sử dụng cái lệnh PHP artisan make controller. Đó. Các bạn, và đây sẽ là controller name. Thì trong Laravel nó có một cái quy tắc để đặt tên controller. Đó là dù các bạn có đặt tên nó là gì đi chăng nữa thì nó luôn luôn đi kèm sau nó là một cái tên như thế này. Ví dụ là user. Và luôn luôn có chữ controller ở cuối như này. Đó. Ví dụ như product. Đó, thì đây là một cái cách đặt tên. Thì bây giờ anh sẽ tạo ra một controller. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ make controller ở đây. Anh đang dùng hai màn hình nên là các bạn cứ chat hỏi thoải mái nhé. Anh sẽ make controller. Đó, anh giả sử là anh tạo ra product controller. Chúng ta sẽ đặt tên như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái file controller, nó nằm ở trong thư mục controller này. Và tên cái class này nó sẽ trùng với tên file. Các bạn nhớ chưa? Thì nó, các bạn sẽ liên tưởng đến cái phần xử lý autoload ở trong PHP. Thì cái quy tắc tối thiểu của nó đó là tên class phải trùng với tên file. Và trong Laravel nó đang tuân thủ theo cái quy định này. Đó. Và các bạn nhìn thấy là tất cả các controller ở trong Laravel nó sẽ kế thừa từ cái controller mặc định mà Laravel có. Đây, extend từ controller này. Thì đây là controller mặc định của Laravel. Và nhìn qua ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đang sử dụng một vài cái tray. Một vài cái tray. Đây này, cái này. Đó. Nó đang sử dụng một vài cái tray ở trong này. Đây, nhưng các bạn tạm thời chưa cần quan tâm đến thằng bay này, controller này. Các bạn chỉ cần quan tâm đến cái mà các bạn đang tạo ra thôi. Thế là đủ. Đó, thì trong controller nó cũng giống như những class thông thường khác thôi. Nó sẽ có method. Chúng ta sẽ dùng từ method chứ không phải là hàng. Anh giả sử anh sẽ tạo ra một cái method là index public. Tất cả các phương thức trong controller để có thể chạy truy cập được vào từ bên ngoài thì chúng ta phải khởi tạo nó bằng cái cơ chế public function index này. Đó, anh tạo ra như thế này. Sau đó anh sẽ return method ở đây. Đó. Ok chưa? Đó. Vấn đề bây giờ đặt ra là làm thế nào để anh có thể chạy được cái phương thức này. Anh sẽ return một cái tag này cho nó dễ hiểu. Index
product, product controller. Đó, vấn đề là bây giờ làm sao để chúng ta có thể chạy được cái này, làm sao để chạy được đó. Thì chúng ta muốn chạy được một cái method bất kỳ trong bất kỳ controller nào thì chúng ta phải chạy nó thông qua router. Đó, bây giờ mới thấy sự liên quan giữa thằng router với controller. Thì chúng ta sẽ quay trở lại phần web này. Anh sẽ định nghĩa nó như thế này. Đối với product thì anh sẽ thay vì anh làm như thế này. Anh tạm thời comment đây, tí nữa xóa xong. Anh sẽ khai báo thằng product như thế này. Sẽ là router guest. Anh để là product. Anh sẽ để là product. Sau đó chúng ta sẽ chạy nó. Ví dụ anh để là product như vậy đi. Và cách ra như thế này, trong này sẽ là tên controller là product. Controller index. Đó. Thì các bạn nhìn cái cú pháp này nhá. Dù dùng router là method post get delete hay bất kỳ là method gì ở đây thì cái cách để mà chúng ta có thể mapping đó, để chúng ta có thể kết nối giữa một router với một method ở trong controller. Đây. Đây là router name này của chúng ta là URL là product này. Nó sẽ liên kết với cái method trong product controller là index. Thì cách khai báo nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Thì nhìn vào đây các bạn sẽ hiểu là à, khi chúng ta chạy cái router product này lên thì nó sẽ gọi đến hàm index, à method index ở trong product. Các bạn hiểu chưa? Đó. Thì cái router này của chúng ta nó sẽ là back end này, product này, đây, back end product. Anh thử chạy lên. Back end product. Và anh tạm thời anh bỏ cái phần middleware đi các bạn nhé. Anh tạm thời bỏ phần middleware đi để chúng ta đỡ phải nhập cái username với password. Thì anh tạm thời anh bỏ cái tag filter đi. Đây. Đó, anh chạy lên nhé. Đó, các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu việc mapping giữa router và controller chưa? Rồi, ok. Hôm nay anh chưa pay được cái Zoom đâu nhá. Tại vì lúc nãy cũng hơi vội nên là chưa mua bản quyền được từ buổi sau. Lớp mình hiểu chỗ này rồi đúng không? Cái này một mấu chốt khá là nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ quan trọng. Đó. Thì anh giả sử bây giờ làm thêm một vài. Trong một controller thì nó sẽ có rất nhiều methods. Sau này chúng ta sẽ học đến phần RESTful ở trong Laravel ấy. Thì nó sẽ quy định là một controller nên chỉ có 7 methods. Thì tạm thời bỏ qua phần đấy đã. Bây giờ anh giả sử anh tạo thêm một cái method trong controller nữa. Ví dụ như là public là đại diện cho phần danh sách sản phẩm. Chúng ta có một cái phương thức là method function grid. Grid. Đó. Thì cái grid này nó sẽ đại diện cho cái form. Form để chúng ta tạo mới sản phẩm. Đó. Ví dụ đây, anh sẽ return ra như thế này. Đây sẽ là grid product. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể chạy được cái thằng grid này? Đó. Anh giả sử là anh muốn chạy là back end product rồi grid. Đó, các bạn nhìn thấy nhìn vào đây nó cũng rất là tường minh. Trong trang quản trị này, module của chúng ta, phần quản lý của chúng ta là product và chúng ta đang tạo sản phẩm. Đó, giả sử như vậy. Thì các bạn chạy như này thì nó sẽ báo là not found. Nó sẽ báo là not found. Thì tất nhiên rồi, chúng ta chưa khai báo cái router có tên là grid này. Thì chúng ta quay trở lại router này. Thì lúc này cách khai báo của nó như thế nào các bạn? Không có gì khác cả đúng không? Nó sẽ như thế này. Đó.
chúng ta thêm một dấu backslash nữa là Chris. Và tiếp theo ở đây sẽ là gì? Nó sẽ là cái tên method nhé các bạn nhé. Tên method tương ứng với cái thằng này. Đây này. Đó, các bạn nhớ cách tạo chưa? Sau đó chúng ta sẽ chạy nó lên. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái kết quả là như thế này. Được cái kết quả như thế này. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có các method như là edit, tức là mở ra cái form edit thì chúng ta sẽ có public function edit như thế này. Anh sẽ tạo một cái chuẩn luôn để các bạn xem. Thì đây sẽ là edit, edit product. Đó. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta sửa sản phẩm thì chúng ta sẽ phải truyền cái ID của cái sản phẩm tương ứng để chúng ta sửa, đúng không? Phải dựa vào ID để chúng ta sửa thông tin với sản phẩm đó, không thì chúng ta sẽ không biết được. Thì cái đó là cái nguyên lý cơ bản trong phần cơ sở dữ liệu rồi. Giống như các bạn chạy câu lệnh SQL update ấy, thì luôn luôn phải có where ID. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Với method edit thì chúng ta sẽ luôn luôn có ID truyền vào như thế này. Đó, và chúng ta muốn tạo ra một cái phương thức get gọi đến edit như thế này. Đó. Và phương thức của chúng ta đây, chúng ta mapping product với phương thức edit. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ phải truyền vào một cái ID. Tôi giả sử là tôi truyền kiểu này, product ID và edit, tôi truyền kiểu như thế này. ID như thế này. Thì giống như cách truyền trước đây thôi, đây. Đó. Thì các bạn thấy là đối với router mà dạng function ấy, dạng function như ở đây này, thì các bạn sẽ phải truyền cái ID này vào đây. Nhưng mà với method trong controller thì chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này. Chúng ta mặc dù có ID truyền vào này, nhưng cái việc mapping với tên phương thức nó sẽ không đổi, vẫn viết như thế này. Và chúng ta thay vì truyền ID vào method ở hàm giống như đây, thì ở bên trong này chúng ta sẽ có ID tương ứng như thế này. Đó, nó là một cái điểm khác, nhỏ thôi nhưng mà lại khá quan trọng. Đây, và trong đây chúng ta sẽ luôn luôn lấy ra được cái ID đó. Đó, chúng ta đang edit cái sản phẩm có ID là bao nhiêu. Giả sử như vậy, anh để là ID như thế này. Chúng ta chạy lên này. Ví dụ đây chúng ta là một edit. Đó, các bạn thấy chưa? Và khi chúng ta đổi cái ID này là 2. Đó, làm việc với Laravel khá là dễ dàng. Đó, người dùng request lên thì chúng ta sẽ nhận được cái param ID này. Ok chưa? Các bạn hiểu phần này chưa? Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ đi tiếp. Tiếp theo, anh sẽ nói về cách để chúng ta có thể truyền dữ liệu ra bên ngoài, từ controller ra bên ngoài. Nhưng mà trước khi tìm hiểu phần đó thì chúng ta sẽ nói đến việc sử dụng cái view, chính là cái giao diện mà người dùng vừa nhìn thấy. Chúng ta chưa làm chức năng sửa được vì chúng ta chưa học sang database. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến view. Có nghĩa là khi người dùng vào từng cái màn hình, từng cái thanh địa chỉ như thế này, truy cập vào từng cái URL như thế này, URI như thế này, thì chúng ta sẽ phải load được cái view tương ứng. Thì cái view này là phần quan trọng nhất của buổi hôm nay. Đây. Bây giờ anh sẽ đi tạo ra các view. Thì các bạn cũng xem luôn cách mà anh tạo ra một cái view nhé. Và các bạn cũng để ý luôn là cái cách mà anh đang viết code. Các bạn nhìn thấy này, code này, từng cái khoảng trắng các thứ này, dấu ngoặc nhọn các thứ. Các bạn nên follow theo cái cách viết này luôn, thì sau này các bạn đi làm sẽ đỡ bị comment nhiều. Đó. Ok, thì đối với phần view, đối với phần view thì chúng ta sẽ định nghĩa ở đâu các bạn? Chat lên cái là đối với phần view ở trong Laravel chúng ta sẽ định nghĩa ở đâu? Chúng ta sẽ định nghĩa nó ở trong resource.
Resort View, đúng rồi. Đó. Và có một cái lưu ý như thế này. Thì cái này nó tùy theo từng project thôi. Thì các bạn khi tạo view ấy, khi các bạn tạo view ấy, thì các bạn sẽ bám theo cái từng cái phần các bạn, từng cái module, từng cái chức năng quản lý mà các bạn làm, thì các bạn sẽ bám theo như vậy, như thế này. Ví dụ ở đây anh đang tạo ra một cái phần view cho product và nó nằm ở trong cái module quản lý của chúng ta là backend. Thì trong phần view này này, anh sẽ xóa những phần này đi. Trong phần view này thì anh sẽ tạo ra một cái thư mục là backend như thế này. Đó, mục đích của chúng ta là để cho nó dễ quản lý thôi. Và trong backend thì chúng ta sẽ có product. Đó, thư mục product có S. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn join lại đi. Thực ra cái ID nó còn ngay đó nên các bạn join lại nó khá là nhanh. Toan rồi, sao còn có 19 bạn kia. 21 rồi, ok, anh sẽ nói tiếp nhé. Thì anh đang nói về cái cách đặt tên view này này. Thì các bạn nên xem là cái phần quản lý của đó, cái phần quản lý mà các bạn đang xử lý đó nó thuộc phần nào. Mic à? Ok. Được rồi đúng không? Được chưa? Rồi, ok. Tại sao anh lại nhấn mạnh cái phần đặt tên thư mục của phần view này? Tại vì các bạn thấy là đối với một trang web ấy, nó sẽ luôn luôn có hai phần. Đó là phần backend và phần frontend. Đó. Và phần backend chúng ta cũng có product.
Phần front-end, chúng ta cũng có trang product, chính là danh sách sản phẩm để mà cho người dùng họ vào chọn mua ấy. Đó, chính vì vậy mà chúng ta nên đặt cái thư mục nó clear ra, nó rõ ràng ra để chúng ta quản lý, mục đích là để quản lý code của mình đó. Quản lý code của chính mình cho nó dễ. Đó, thì đấy là lý do. Thì anh sẽ đặt như thế này, nó sẽ là phần back-end và product. Và trong product thì tên file các bạn sẽ đặt giống như là tên của method này. Đó, thằng Laravel nó sinh ra cho chúng ta những cái tên method khá là chuẩn rồi. Thì chúng ta sẽ đặt tên file bám theo cái này để sau này các bạn cũng dễ quản lý hơn. Ví dụ như các bạn nhìn vào cái method index thì các bạn biết chắc chắn là cái phần view này của nó sẽ là index.blade.pp như thế này. Index này, .blade.pp. Đó. Đó. Ok chưa? Anh giả sử đây anh để đây là một cái thẻ là danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Đó, được chưa? Và chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái view khác như là create. Các bạn tạo ra. Đó. Và edit. Đây. Đó, ok chưa? Đây sẽ là create sản phẩm. Thêm mới này. Đó, còn bên này sẽ là cập nhật sản phẩm. Ok. Đó, sau khi mà các bạn tạo xong ba cái file view này tương ứng với ba cái method trong controller này thì các bạn sẽ, thay vì chúng ta sẽ return như hiện tại đây, thì chúng ta sẽ load view lên. Thì đúng như cái follow của thằng MVC, có nghĩa là khi mà người dùng thay đổi hay là request lên thì nó sẽ gọi đến controller, và controller nào thì nó được điều hướng từ thằng router này rồi. Đó, định hướng đến controller nào và đến method nào cũng là do thằng router nó điều hướng. Đến controller, nếu cái nào liên quan đến view thì chúng ta sẽ load view. Thì trong Laravel nó cung cấp cho chúng ta một cái method để load view rất là đơn giản, đó chính là cái hàm view. Cái hàm này nó gọi là helper. Nó gọi là helper để chúng ta load view. Thì khi mà load view thì các bạn sẽ không cần quan tâm đến tên thư mục view nữa, mà các bạn chỉ cần quan tâm cho anh tất cả những cái thư mục và những cái file từ sau thư mục view trở đi. Các bạn nhớ nhé, nó từ sau thư mục view trở đi. Có nghĩa là đây, tên thư mục của chúng ta sẽ là backend. Backend. Đó. Và đến thư mục tiếp theo hay là đến file tiếp theo thì nó sẽ sử dụng dấu chấm. Nó tương đương với dấu này. Đó, product. Nó tương đương nhau. Nhưng mà thằng Laravel nó viết lại như này nhìn cho nó đẹp. Đó, và index. Mục đích của nó cho đẹp chứ không nhanh hơn đâu nhá. Đó, thậm chí là chậm hơn. Bởi vì sao? Nếu mà viết như thế này nó vẫn hiểu. Và nó viết thành dấu chấm này nó lại phải đi tìm những cái dấu backslash này chuyển hóa thành dấu chấm, có khi lâu hơn thật. Đó. Ok chưa? Thì lúc này chúng ta chạy trang danh sách lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã load được cái view là danh sách. Product của chúng ta có S. Sorry các bạn, ở đây của chúng ta cũng phải có S. Phải hơi chậm. Đó, thì chúng ta sẽ chạy ra được cái trang danh sách sản phẩm. Đó, bạn nào phát hiện ra thiếu S là chứng tỏ bạn ấy đang rất là tập trung. Ok. Chúng ta sẽ xuống đây, các bạn copy ra. Thì các bạn thấy là cái format của nó dùng khá là nhất quán và giống nhau. Đây, load view. Các bạn chỉ cần thay tên method này đây. Đó, các bạn chỉ cần thay tên method ở đây. Đây. Đó. Thì các bạn thấy được cái ý nghĩa của cái việc đặt tên nó giống nhau chưa? Create này. Các bạn nhìn vào các bạn thấy là gần như giống nhau hết, chỉ khác nhau mỗi cái này thôi.
Đây. Và nhìn vào từng method này các bạn đoán ngay ra được tên file view là gì luôn. Chỉ cần nhìn vào đây thôi, chưa cần nhìn view. Nếu mà các bạn viết đúng theo chuẩn như vậy thì các bạn sẽ quản lý rất là dễ. Và khi người khác vào làm cùng dự án với bạn thì họ đọc code của các bạn cũng sẽ dễ hiểu. Đó. Thì đấy là những cái lợi ích. Ok, thì chúng ta đã load được view lên. Đó. Chúng ta đã load được view lên này. Đây, ví dụ như là edit. Đó. Bây giờ anh sẽ nói đến vấn đề tiếp theo. Đó là truyền dữ liệu. Quên mất không load vào này. Load view này. Load view thì cú pháp của nó anh sẽ copy cho nó nhanh. Anh vẫn cứ nốt vào trong document này để các bạn có thể có một cái tài liệu. Anh tạm gọi là view path, có nghĩa là đường dẫn của view. Đó, bây giờ sẽ là truyền dữ liệu. Truyền dữ liệu từ bên ngoài, từ controller ra view. Đó. Thì trong Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta khá là nhiều cái cách để chúng ta có thể truyền dữ liệu từ controller ra view. Các bạn có hiểu cái khái niệm anh đang nói không? Truyền dữ liệu từ controller ra ngoài view. Như các bạn biết là dữ liệu chúng ta xử lý được, lấy được ở từ rất nhiều chỗ, như là từ model này, từ service này, hay là từ request này. Đó, từ request, ví dụ như cái ID này chính là dữ liệu chúng ta lấy được từ request của người dùng và chúng ta truyền ra ngoài view. Thì trong Laravel nó có hai cách, không phải là hai mà là rất nhiều cách. Nhưng anh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cách thôi. Tại sao? Để cho nó đỡ bị rối. Bình thường mọi người hay dùng cái with này. With này, hay mọi người hay dùng cái compact này. Đó. Nhưng mà anh sẽ không dùng cái này. Anh sẽ làm đơn giản như thế này được. Đó. Truyền dữ liệu ra ngoài view anh chỉ làm đơn giản như thế này. Đơn giản như thế này. Để mọi người cùng hiểu thì anh sẽ giải thích thêm. Ừ. Các bạn dùng with cũng được, dùng cái compact cũng được. Nhưng mà anh nghĩ là nên dùng cách này thôi cho nó đơn giản. Thì các bạn chỉ cần hiểu là khi mà chúng ta gọi view xong thì cái hàm view này sẽ có hai tham số truyền vào. Đó là đường dẫn của cái view này. Và cái thứ hai nó là cái mảng data mà chúng ta sẽ truyền ra. Lát nữa anh sẽ nói về cái width, anh sẽ nói về cái này trước. Đó. Thì cái data mà chúng ta truyền ra thì các bạn hiểu đây là một mảng. Đó, cái ngoặc vuông này là một mảng. Đó, và trong mảng đấy nó sẽ có key và giá trị của cái key đó. Ví dụ như thế này. Name anh để là Nguyễn Văn A. Anh giả sử như vậy. Product name iPhone đi chẳng hạn. Product này. Đó, giả sử như vậy. Thì khi mà chúng ta viết theo cái cú pháp như thế này thì thằng Laravel nó sẽ hiểu là à, chúng ta đang truyền cái giá trị iPhone ra bên ngoài cái file view, blade view này với cái tên biến là name. Đó, thì nó sẽ luôn luôn hiểu là cái key của cái mảng này này nó sẽ là tên biến. Nhớ cho anh nhé, anh đi khá là chậm đấy. Nó sẽ hiểu là tên biến. Và vì, chính vì nó là biến nên ở ngoài chúng ta chỉ cần sử dụng tên biến là xong. Rồi sẽ nói hết cả width và compact. Lát nữa anh sẽ nói còn nhiều cái nữa. Đây. Thì ở bên ngoài này chúng ta sẽ sử dụng tên biến. Thì thông thường khi các bạn viết PHP thì các bạn phải khai báo cái script như thế này đúng không? Ok, chúng ta vẫn cứ dùng như thế này là echo nên. Đây, ok chưa? Chúng ta chạy thử lên này. Chạy name. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị là iPhone. Đây, được chưa? Đó.
Ngoài ra trong PHP chúng ta nó còn hỗ trợ cho chúng ta cái cách dùng như thế này, thì chúng ta sẽ không phải echo, có nghĩa là chúng ta viết tương đương với một câu echo như thế này, kết quả vẫn như nhau đó. Ok chưa? Nhưng trong Blade chúng ta đang sử dụng là Blade PHP, nó là cái engine Blade, thì chúng ta sẽ không nên dùng những cú pháp này nữa, mà Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta cái cách sử dụng như thế này đó. Thì cái cách viết này nó tương đương với echo cái biến name này ra bên ngoài, có nghĩa là echo cái giá trị ra bên ngoài đây đó. Đây thì chúng ta phần blade thì khá nhiều thứ, thì anh sẽ vào cả trang chủ của nó để anh nói, nhưng mà trước khi nói xong blade thì anh sẽ nói về truyền dữ liệu từ controller ra đã, để các bạn nắm được đã. Đây thì chúng ta sẽ đang ở controller. Đây controller này thì nó sẽ rất là nhiều concept, còn rất là nhiều thứ chúng ta sẽ nói sau. Ok, anh đang nói về truyền dữ liệu ra này. Đây bây giờ anh sẽ nói về cách truyền thứ hai, đó là chúng ta sử dụng một cái cách truyền khác là sử dụng with. Thì đối với with thì chúng ta sẽ truyền nó như thế này. Anh vẫn muốn truyền cái biến name ra, thì chúng ta sẽ truyền with như thế này. With name, và chúng ta sẽ có cái tên tương ứng của nó, ví dụ như là iPhone 12. Đó, các bạn thấy cách dùng của nó chưa? Đây. Thì các bạn sẽ lấy ra được cái iPhone 12. Thì các bạn thích cách dùng nào hơn? Từ từ, bình tĩnh. Anh sẽ nói về cái tiếp theo. Chúng ta muốn truyền nhiều giá trị, có phải không? Ví dụ như đây chúng ta có biến email này bằng gmail.com. Anh giả sử anh có một cái email này, và chúng ta có một cái phone. Đó, thì chúng ta sẽ truyền ra như thế nào? Chúng ta sẽ truyền ra như thế nào? Thì đối với mảng thì chúng ta sẽ truyền như thế này. Khi mà chúng ta muốn truyền nhiều giá trị ra, thì chúng ta sẽ có các giá trị tương ứng như thế này. Đó, chúng ta muốn truyền phone thì chúng ta cũng truyền đơn giản như thế này. Đây. Thì ở bên ngoài trang index này, chúng ta sẽ lấy ra được, tắt bớt đi cho nó đỡ rối. Bên ngoài index này chúng ta sẽ lấy ra được email, chúng ta sẽ lấy ra được phone. Chúng ta sẽ lấy ra được phone. Đây. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Thì cái key này, còn nếu nó là một mảng thì sao? Giả sử anh có một mảng student, anh có một biến student, mà student của chúng ta thì có rất nhiều thông tin. Lúc này dữ liệu student là một mảng, ví dụ student có name này, anh sẽ để là test name. Student có email, anh sẽ để là email, lấy luôn trên cho nó. Student có phone, anh sẽ lấy luôn cái biến phone ở trên để đỡ phải gõ truyền dữ liệu vào. Đây, anh giả sử thì truyền như thế nào? Thì đơn giản thôi, bản chất của nó vẫn là biến rồi các bạn. Bản chất student vẫn là một biến, nên chúng ta vẫn cứ truyền ra như thông thường. Đó, student, đó, cứ truyền ra thôi. Đây. Đó, nhìn nó rất là mạch lạc, các bạn nhìn thấy đây, nhìn nó khá là rõ ràng. Đây. Và cái biến này ở bên ngoài thì chúng ta sẽ phải in cái mảng ra. Thì trong Blade
thay vì cách khai báo PHP như này thì nó có cách khai báo như thế này. Đó, và bên trong này chúng ta in cái mảng nó ra thôi. Student. Đó. Lúc này các bạn chạy lên này. Các bạn thấy là chúng ta có được cái mảng student. Ok chưa? Còn đối với cái cách số 2 ấy, thì các bạn truyền nó sẽ vất vả hơn một chút. Đây, anh tạm thời anh comment cách 1 đi. Rồi các bạn cứ hỏi đi nhá, lấy một biến trong mảng xử lý được. Tí nữa anh sẽ nói. Bản chất khi các bạn ra bên ngoài này ấy, khi các bạn ra bên ngoài này rồi thì các bạn lấy cái gì cũng được. Bởi vì sao? Lúc này nó chỉ là xử lý dữ liệu của biến thôi mà. Đây, còn nếu mà cái cách mà các bạn sử dụng with nhé. Đây, nếu mà các bạn gọi view sau đó các bạn sử dụng with thì các bạn sẽ phải viết nó như thế này. Đó. Nếu mà các bạn muốn sự truyền từng biến một thì các bạn sẽ phải name, rồi truyền name là iPhone chẳng hạn. 12. Sau đó các bạn sẽ phải width như thế này. Width email. Các bạn sẽ truyền email. Sau đó các bạn sẽ width rất nhiều thứ. With student. With phone. Sau đó các bạn truyền vào là phone. Và sau đó các bạn with student. Các bạn sẽ chuyển biến student vào. Đó. Cách làm thì anh thấy là nhìn, nói chung là thói quen của từng bạn thôi. Thói quen của từng người thôi. Đây, anh hay dùng cách này. Cách này, cách chuyển với with. Thì kết quả nó cũng tương tự nhé, không thay đổi. Nó vẫn sẽ chuyển được tất cả những dữ liệu mà chúng ta cần ra. Đó. Còn ở bên ngoài student này thì sao? Nếu các bạn muốn lấy một cái giá trị của student, ví dụ như là các bạn muốn access vào giá trị phone của tiêu lần thì các bạn sẽ truyền như thế này. Đây, thì các bạn sẽ lấy ra được. Có phải ý của em hỏi là như vậy không? Của ái ấy. Lấy ra giá trị phone trong tiêu lần. Có đúng là như vậy không? Đó, thì các bạn access vào một cái key của mảng giống như thông thường thôi. Ok, chúng ta đi tiếp nhé. Lớp mình đã hiểu về cách truyền giá trị ra ngoài chưa? Compact thì sao nhỉ? Có cần nói không? Hình như trong thằng Laravel 7 nó còn không đề cập đến compact nữa rồi thì phải. Đây này. Đó. Hình như with nó cũng không nói đến nữa. Đúng không? Đó. Thì anh sẽ nói về thằng with, compact và cái cách truyền này thì bản chất của nó là như nhau. Có nghĩa là không có cái nào nhanh hơn cái nào cả. Ngày xưa lúc mà Laravel 4, thời Laravel 4 nó mới ra thì nó sinh ra cái thằng này để mà nó tạo ra cái sự khác biệt một chút, gọi là có thêm cái này. Bởi vì bản chất cái này nó là mảng trong PHP, nó chả có gì khác biệt cả. Nhưng mà đến khi dùng xong một thời gian, càng ngày càng cải tiến lên thì Laravel nó bỏ đi thằng này. Tức là nó không đề cập đến trong document của nó nữa. Bởi vì làm này nó hơi rườm rà. Còn thằng compact, compact thì bản chất của nó khai báo như thế này. Anh cũng rất ít dùng compact nhưng anh sẽ thử để các bạn hiểu. Bản chất của thằng compact thì nó sẽ như thế này. Anh không nhớ là sử dụng compact ở đây hay là như thế nào. Thì nó sẽ truyền như thế này, email này. Sau đó thì là phone này. Sau đó thì là student. Được. Các bạn nhìn được không? Đó, bản chất nó truyền vào một cái hàm compact và nó lấy tên này. Email này, phone student, anh chạy lên nữa nhé, xem có vấn đề gì không.
các bạn thấy là không có vấn đề gì đó, nhưng nó sẽ có một cái, các bạn có nhìn thấy vấn đề đây là gì không? Về code đây, và cái quy luật, cái cách lấy giá trị của nó, của thằng compact, các bạn biết là gì không? Cách lấy giá trị của thằng compact này có nghĩa là nó, cái tên này này và tên biến này luôn luôn phải giống nhau, luôn phải giống nhau, không cần đúng thứ tự, anh đảo thứ tự này cũng không vấn đề gì. Đây, email rõ ràng khai báo trước phone, nhưng mà cái nó cần là cái tên biến này này, cái tên ở trong cái compact này này, param này luôn luôn phải bằng trùng với tên của email, các bạn hiểu chưa? Thì đấy là cái sự ràng buộc, cái sự ràng buộc đó. Thì đôi khi trong thực tế không phải lúc nào chúng ta truyền ra ngoài cái tên biến này ạ, nó cũng giống với, tức là cái tên này này mà truyền ra ngoài view này này, vì thằng view ấy ở bên ngoài view này nhá, bên ngoài view này này, nó hiểu cái biến này này không phải là tên của cái này mà là tên này, các bạn hiểu chưa? Ở bên ngoài index view này, này, email phone này, nó hiểu là thông qua key này đó, mà không phải lúc nào chúng ta cũng cái tên biến ở ngoài view này không phải lúc nào chúng ta cũng giống với cái biến mà chúng ta xử lý ở bên trong controller được, đôi khi nó sẽ khác nhau, thì nó sẽ có cái sự ràng buộc như vậy đó, nên là chúng ta sẽ đặt lại tên biến thông qua cái, mà cái cách này á, cái cách dùng mảng này á, cái cách dùng mảng này á, thì chúng ta dùng nó cũng ngắn gọn, gần giống như thằng compact, và chúng ta có thể đổi được cái tên biến truyền ra ngoài view, ví dụ đây anh để là mail thôi chẳng hạn đó, anh giả sử như vậy, thì bên ngoài này chúng ta cũng sẽ đổi là mail như thế này đó, thì nó cũng không vấn đề gì, ok chưa? Bên ngoài bullet view nó chỉ quan tâm cái key truyền ra chính là những thằng này, chứ nó không quan tâm biến ở trong này đặt là gì. Đúng rồi, tên biến ở bên ngoài này này đó, nó sẽ luôn luôn theo cái tên này, tên này, chứ không phải là những cái tên biến xử lý ở trong đây, ok chưa? Anh giả sử bây giờ anh truyền ra ngoài bằng compact nhé, lập tức sẽ báo lỗi là không tìm thấy cái biến mail đâu, Laravel có lỗi thì sẽ báo rất là chậm, đây nó không hiểu cái mail này ở đâu, đây này, các bạn nhìn thấy không? Nó không hiểu cái mail này đâu, biến mail này này, bởi vì nó đang khai báo ở đây mà, đang in ra đây, chúng ta truyền ra đây là mail, thì lúc này chúng ta truyền nó ra rồi, rõ ràng chúng ta truyền ra rồi, đây, thì nó lại sinh ra một cái biến khác, đó, biến mail này này vẫn chưa được truyền ra, có nghĩa là chúng ta lại phải đi đổi ở đây, thì thằng compact này nó mới hiểu. Email, mail đây, tại vì chúng ta đang dùng ở đây, đổi lại, tại vì ở đây email mà đây đổi thành mail thì đổi lại đó. Đúng rồi, thì cái compact này nó bị gò bó ở đấy, nó luôn luôn phải phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta đặt tên biến ở trên này đó. Chính vì vậy mà chúng ta nên sử dụng cái cách thứ nhất là cái cách này này, để chúng ta vẫn truyền được cái dữ liệu từ controller, chính là những dữ liệu này, ra bên ngoài view, chính là ra thằng index này, với một cái tên biến khác do các bạn đổi tên đi đó, hoặc là các bạn giữ lại cũng được, thì nó linh động hơn, và cách này viết nó khá là ngắn gọn đó, ok chưa, các bạn hiểu chưa? Đó, anh sẽ nốt lại cả cái width ở đây nữa, anh sẽ nốt lại cả cái phần cái truyền theo cách truyền width để các bạn có thể hiểu, anh sẽ comment cái này ra đây, thì đối với thằng width thì nó khá là rườm rà, anh đang đi khá chậm nha, cho mình có chỗ nào không hiểu được cứ chat nhé. Đây, nó là email như thế này,
thì cái cách sử dụng chuồn bằng vít này thì thực sự là anh thấy nó hơi hơi rườm rà. Đó. Đây. Nó sẽ truyền bằng phone. Nó sẽ truyền qua biến student. Student. Đây. Tùy các bạn cảm thấy mình thích cái cách khai báo nào thì hơn thì các bạn dùng. Ok chưa? Anh chỉ sắp ghét cái cách này thôi. Đó. Cái này thì về performance các thứ thì có lẽ là sẽ không khác gì nhiều. Đó. Bây giờ anh sẽ nói tiếp về vấn đề dữ liệu của controller truyền ra ngoài view. Thì các bạn thấy là chúng ta đang có những cái dữ liệu khá là normal. Những cái dữ liệu khá là đơn giản. Giả sử chúng ta truyền vào một cái mảng rất nhiều chiều, một danh sách sinh viên chẳng hạn, thì bên ngoài anh muốn in ra cái mảng đấy thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm như sau. Thì để xử lý được những cái việc đấy thì chúng ta sẽ phải hiểu được các cú pháp về blade, về blade ở trong Laravel. Đó, các cú pháp, ví dụ như đây cũng là một dạng cú pháp này. Đó, đây cũng là một dạng cú pháp. Thì chúng ta sẽ phải hiểu được những cú pháp đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi học về các cú pháp cơ bản, những cái cách dùng khai báo biến hay là in dữ liệu ở ngoài blade như thế nào, gọi một function thì chúng ta sẽ gọi như thế nào. Đó. Tuy nhiên đối với phần controller này chúng ta cũng sẽ còn một chút nữa. Những cái chính thì anh nói rồi, còn một vài cái nhỏ nhỏ nữa thì anh sẽ show cho các bạn đây. Đây thì trong phần controller của Laravel nó cũng nói khá nhiều thứ, nhưng thực ra là nó không liên quan lắm. Đầu tiên là nó nói về cách định nghĩa. Đó, cách truyền view, đây cũng là dạng truyền view này. Và nó dùng luôn mô đồ chúng ta chưa học nên anh sẽ chưa nói. Cách truyền view. Đó, đây, cách để mà chúng ta định nghĩa gọi một cái router đến methods kiểu như vậy. Đó. Đây, dạng invoke. Cái này là chúng ta định nghĩa ra một cái action, một cái method để chúng ta có thể handle được có nghĩa ở đây có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái router với cái method nó giống nhau thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái invoke được. Và đây chỉ là cách tạo. Thì anh sẽ nói một chút về cách tạo controller và cách sử dụng middleware ở trong controller như thế nào. Thì bây giờ anh sẽ nói. Hôm trước chúng ta nói về cách tạo controller, cách sử dụng middleware ở trong router rồi đúng không? Thì middleware nó cũng có thể sử dụng được ở trong controller. Các bạn có hiểu không? Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái middleware ở trong controller? Thì chúng ta sử dụng như sau. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được? Lớp mình vẫn nghe được chứ? Có vấn đề gì về đường truyền à? Tám phút nữa thì cứ kệ thôi. Ok, các bạn ao xong cái các bạn join vào luôn là được mà. Video thì anh quay rồi nó sẽ không bị ngắt quãng đâu. Đây, remind 8 phút này. Ok, hôm sau sẽ up bản Pro. Ừ, ao ra xong vào luôn đi. Anh nói tiếp nhé. Thôi, tập trung 8 phút là dư sức để chúng ta dư thời gian để chúng ta có thể nói về thằng middleware sử dụng trong controller. Các bạn còn nhớ cái phương thức contract không? Contract không? Construction ấy.
public function contract. Đây, các bạn còn nhớ cái này không? Hàm khởi tạ đúng không? Không nhớ à? Ai không nhớ là đúng rồi. Cơ chế hoạt động của thằng này như thế nào các bạn? Đúng không? Cơ chế hoạt động của thằng này ấy, là cứ controller này này nó cứ được khởi tạo là thằng này sẽ chạy đầu tiên. Đó. Thì các bạn có thắc mắc là cái controller product controller này được khởi tạo khi nào? Thì anh sẽ giải thích sâu một chút. Cái product controller này các bạn biết là nó sẽ được khởi tạo khi nào? Các bạn biết là để sử dụng một class thì chúng ta sẽ phải khởi tạo cái đối tượng class đó. Sau đó muốn sử dụng bất kỳ phương thức nào trong class thì chúng ta sẽ dùng cái đối tượng đó trỏ đến phương thức đó, đúng không? Đó, thì anh giải thích đơn giản như thế này thôi. Cái này thực ra thì rất ít dùng thôi, nhưng mà anh sẽ nói. Cái việc mà các bạn định nghĩa router ở đây này, cái này không phải quá lo đâu ấy ạ. Kiến thức này nó cũng là cái nền tảng mà các bạn phải có trước khi học khóa này rồi. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây này. Khi mà các bạn định nghĩa một cái router như thế này. Đây này, ví dụ anh lấy ví dụ router grid. Thì công việc của thằng Laravel nó sẽ làm cái việc này này. Nó sẽ khởi tạo một cái đối tượng object bằng product controller như thế này. Anh làm rõ để các bạn hiểu nhé. Nó sẽ khởi tạo một cái đối tượng là object như thế này. Được chưa? Đó. Sau đó nó sẽ chạy luôn câu lệnh này. Trỏ đến index, à trỏ đến grid. Đó. Đây. Thì một cái router nó khai báo xong như thế này thì thằng Laravel nó sẽ làm hai công việc đơn giản như thế này. Khởi tạo đối tượng từ thằng này và trỏ đến thằng này thì chúng ta mới chạy được cái này. Thì chúng ta mới chạy được cái phương thức index này. Các bạn có hiểu không? Có hiểu ý anh nói không? Các bạn có hiểu không? Thì khi các bạn khai báo một router như thế này thì thằng Laravel nó đã xử lý ngầm cho chúng ta hai công việc này rồi. Đó, nên là chúng ta mới truy cập được vào cái method index này ngay, access được vào đây luôn. Ok chưa? Anh chỉ nói như vậy thôi. Giải thích sâu hơn nữa là sẽ rối. Đó, anh tạm để đây nhé. Để này để các bạn có thể xem lại. Đó. Thì anh tạm thời anh bỏ contract đi. Anh tạm bỏ contract đi. Đây. Thì khi mà chúng ta gọi index này, gọi grid đi, giả sử như thế, thì nó sẽ vào grid. Đó, ok chưa? Đây, ok chưa? Khi chúng ta vào grid thì anh giả sử là anh muốn phân quyền hoặc là anh muốn quy định là người dùng phải đăng nhập với cái tài khoản là admin và password là từ 1 cho đến 6 thì mới được vào đây. Ok chưa? Đó. Thì lúc đó chúng ta nghĩ đến middleware thì mới được truy cập vào cái hàm grid này, cái phương thức grid này. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến middleware và chúng ta không dùng middleware ở bên ngoài router nữa thì chúng ta sẽ dùng nó trong controller. Thì chúng ta dùng nó như thế nào? Thì anh giả sử anh vẫn lấy cái middleware cũ của chúng ta, đó là test filter. Đây. Nếu mà chúng ta chạy vào mà không có thì chúng ta sẽ, anh giả sử anh gọi middleware ở đây. Anh dùng gọi middleware đây.
Thì cách dùng middleware ở trong controller nó sẽ dùng như thế này. Bình tĩnh, tí nữa anh sẽ nói vì sao chúng ta dùng contract. Bây giờ anh dùng index, grid trước để các bạn hiểu vấn đề đã. Đây, thì anh chạy lên đây như thế này. Đó. Sao không báo gì nhỉ? Test filter. Anh chưa lưu. Đây. Chạy lên này. Vẫn không được. Ok, để anh kiểm tra xem vì sao nhá. Anh đang sử dụng middleware là test filter. Ok, middleware ở trong này nó cũng không có gì đặc biệt mà. Đây, chỉ gọi như này thôi. Test filter, anh kiểm tra thằng test filter của anh. Test middleware này, có DD này. Anh sẽ ném nó lên contract. Concept của nó sẽ như... Hoặc là anh đang viết sai cái từ middleware. Để chạy đã. Rồi. Nó hơi sao nhỉ? Ít dùng nó ở trong controller nhưng mà anh hiểu vì sao rồi. Nó hơi khác so với thằng code igniter mà anh hay dùng. Đây, anh thử lại một chút nhá. Đây. Vẫn là được. Ok, thế thì hiểu cơ chế của thằng Laravel nó xử lý như thế này. Đây. Anh sẽ khai báo với contract và anh muốn dùng middleware thì anh sẽ đặt nó vào đây như thế này. Đó. Đây. Ok. Các bạn vào index này. Ok, tiếp nhé. Các bạn nghe được chứ? Tiếp nhé. Chỗ này cần tập trung này. Ok. Thì middleware đầu tiên, vị trí chúng ta đặt middleware nó sẽ nằm ở contract. Các bạn hình dung đơn giản như thế này. Mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là để khi mà chúng ta truy cập vào bất kỳ cái phương thức nào ở trong đây, ở trong cái class này, anh giả sử chúng ta truy cập vào index, chúng ta truy cập vào grid, vào edit, thì thằng này nó sẽ luôn luôn được chạy trước, chạy đầu tiên. Ok chưa? Class product chạy cái nó sẽ chạy thằng này luôn. Và nó sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập chưa hay chưa. Đó, vào bất kỳ method nào nó sẽ kiểm tra. Đây, nó sẽ kiểm tra như thế này. Đó, ví dụ anh vào edit này. Đó, nó sẽ kiểm tra. Được chưa? Các bạn hiểu chỗ này chứ? Đó. Thì chính vì vậy nó sẽ đặt ở trong, nó sẽ đặt ở trong contract.
bởi vì contract là cái thằng chạy đầu tiên khi mà class này được khởi tạo, và bất kỳ đối tượng bất kỳ method nào trong cái class này được chạy thì nó sẽ luôn luôn phải chạy sau cái thằng này, nên là cái bước kiểm tra nó sẽ đặt ở đầu tiên này. Ok chưa? Cái việc mà chúng ta dùng middleware này này, nếu mà chúng ta viết middleware ở trong controller thì chúng ta luôn phải đặt nó ở trong contract. Thì cái này là concept của thằng Laravel nó đưa ra. Đó. Như ở một số framework khác như là CodeIgniter thì anh hoàn toàn anh có thể đặt được ở trong grid hay là edit như thế này. Nhưng tại vì ở đây anh thấy là nó bỏ cái này rồi. Đây, thì cái này là do con là concept mà nó quy định thôi, thì chúng ta tuân thủ thôi. Đây. Cái này không có gì phải bàn cãi cả. Không có gì phải tranh luận đây cho nó mất thời gian. Hiểu ý của anh không? Có nghĩa là nó bắt chúng ta phải dùng ở đây, nhưng nó lại sinh ra cho chúng ta một cái concept này khá là hay. Tại vì lúc nãy anh muốn đặt cái middleware này vào từng cái method này để anh muốn nói đến cái việc là chúng ta có thể đặt middleware cho từng method được. Đó. Nhưng mà thằng Laravel nó cách làm của nó khác. Có nghĩa là nó vẫn đặt được cho từng method nhưng cách đặt của nó khác. Đúng rồi, cái này là do phía Laravel thôi. Thì đầu tiên các bạn nhớ cho anh là khi muốn dùng middleware ở trong controller, các bạn phải đặt nó trong contract. Ok chưa? Và khi mà các bạn đặt ở trong contract và viết như thế này thì nó sẽ apply cho tất cả các method ở trong controller này. Có nghĩa là tất cả các method như là edit, create, index đều chịu ảnh hưởng bởi cái middleware này. Cụ thể là các bạn ra đây các bạn truy cập vào thằng nào các bạn cũng sẽ thấy bị nó chặn như này. Đó. Vào edit cũng bị chặn. Đây. Ok chưa? Nếu mà đăng nhập đúng này. Là admin và password này. Bằng 16 này thì sẽ vào được. Đó. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Có nghĩa là muốn dùng middleware trong controller phải đặt trong contract. Ok chưa? Và tất cả các method này đều bị ảnh hưởng bởi cái middleware khi đặt ở trong contract. Đó. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng muốn bắt người dùng phải nhập username và password khi truy cập vào tất cả các phương thức trong class. Hay nói đơn giản như thế này, anh muốn là người dùng phải nhập username và password khi truy cập vào grid và edit thôi, còn index thì không cần. Hiểu câu hỏi của anh không? Ừ, đúng rồi, có một keyword bạn kia nói đúng. Đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta chỉ dùng create với edit thì chúng ta cần bắt họ đăng nhập hai cái thông tin là username và password thôi. Còn nếu mà vào index thì không cần. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế này. Là anh sẽ sử dụng câu lệnh này. Có nghĩa là gì? Anh chỉ sử dụng cái middleware này cho thằng index thôi. Thì anh sẽ viết như thế này. À, cho thằng create và edit thôi. Thì cái cách viết này có nghĩa là anh sẽ dùng cái middleware này cho tất cả các method ở trong class trừ thằng index. Hiểu chỗ này không? Hiểu cách viết này không? Anh sẽ dùng cái middleware test filter này cho tất cả các method ở trong class trừ cái thằng index này ra. Hiểu không cả lớp? Đúng rồi, chuẩn. Ok, bây giờ thử chạy này. Đó, vào edit này. Nếu mà không đăng nhập này thì nó vẫn báo lỗi bình thường. Đó, vào create mà không đăng nhập thì nó cũng báo lỗi bình thường. Ok chưa? Nhưng vào index không cần đăng nhập. Sorry, sẽ không có index. Chính là thằng này.
Có vẻ sai sai gì rồi. Chưa lưu. Đây. Ok chưa? Thực ra là nó không phải phủ định đâu, anh sẽ nói về khi nào các bạn dùng index, khi nào các dùng only, khi nào các bạn dùng except. Bản chất không phải phủ định đâu, anh sẽ nói như thế này thì dễ hiểu này. Anh giả sử anh muốn dùng middleware cho mình thằng index thôi. Cho mình thằng index thì anh dùng only như này. Hiểu không? Bây giờ anh muốn dùng middleware cho mình thằng index rồi. Thì anh có thể dùng là viết only như thế này hoặc là anh viết except như thế này. Chúng ta sẽ bỏ thằng index đi, chỉ dùng cho thằng index thôi mà. Thì lúc này sẽ đưa vào như thế này. Đó, chúng ta đưa vào như thế này. Có nghĩa là anh dùng cái middleware này cho thằng index, cho cái phương thức index. Đấy, trừ hai cái thằng này. Đó, ngược lại một chút. Đây. Đó, còn index thì anh dùng. Đó, ok chưa? Nhưng các bạn thấy là thay vì các bạn muốn loại bỏ hai thằng này mà phải viết dài dòng như thế này thì các bạn chỉ cần viết như thế này. À, ta chỉ dùng cho thằng index thôi. Còn những thằng khác ta không quan tâm. Đó. Kiểu kiểu như vậy. Thì đây là cái cách để các bạn, nó cung cấp hai cái phương thức này để chúng ta viết ngắn gọn thôi. Hiểu ý của anh không? Đây. Only index hoặc là except index. Để chúng ta viết ngắn gọn thôi. Đó. Các bạn hãy tự làm nó trên máy của mình nhé để mà hiểu ra được. Anh chỉ dùng mình cho index thôi. Thì bài toán nó sẽ ngược lại. Này, vào create thì lại được. Đó. Bây giờ sẽ không nói về thằng này nữa. Ừ, tối ưu code chuẩn đấy. Câu đấy chuẩn. Cái này các bạn hiểu cách dùng rồi đúng không? Cách dùng cho tất cả các method thì chúng ta dùng như thế này. Đó. Cái này là dùng cho tất cả các method này. Đó. Thì nó sẽ dùng cho tất cả. Đó, anh chỉ nốt như thế này thôi nhé. Các bạn về xem lại video. Ok. Đó, thì đó là middleware. Có lẽ là controller anh chỉ nói như vậy thôi. Còn một vài cái concept nữa thì anh sẽ không đưa vào. Đây, resource controller thì anh sẽ nói. Hết rồi đó. Đó, cách gọi router các thứ thôi. Ok. Bây giờ sẽ quay trở lại cái phần resource anh sẽ nói sau nhé. Resource anh sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần blade. Các bạn nắm được phần này rồi chứ? Chúng ta đi tiếp nào. Bây giờ quay trở lại phần blade. Thì lúc nãy có một bạn hỏi làm thế nào để chúng ta có thể xử lý mảng được ở bên ngoài. Ngoài phần blade view này thì anh giả sử anh sẽ lấy cái file index này làm file document để anh xử lý các cú pháp của blade. Blade trong Laravel của blade engine đi. Đó, bởi vì không phải mình Laravel nó dùng cái engine blade mà rất nhiều framework khác nó cũng dùng. Thì anh viết như thế này. Thì đầu tiên anh sẽ nói cái này. Anh sẽ delete ra từng cái. Cái cú pháp như thế này thì nó gọi là nó tương đương với hàm echo. Nó tương đương với hàm này. Đó. Trong đây nó sẽ là content. Đó. In dữ liệu ra. Đây, các bạn bắt gặp nó ở đây. Được chưa? Thì trong blade anh dùng if else như thế nào? Cú pháp if else.
API trong Blade thì nó sẽ dùng đơn giản như thế này. Mình sẽ viết ở đây. If đó không có dấu ngoặc nhọn nữa. And if đó, đây là cách dùng đơn giản. Và cách thứ hai nó dùng đó là else như thế này. If else. Đó, các bạn hiểu chưa? Cách thứ hai thì nó dùng như thế này. Bây giờ anh lấy ví dụ. Đây sẽ là code này. Đây sẽ là code. Đây cũng sẽ là code. Ok chưa? Đó. Bây giờ anh sẽ lấy ví dụ. Các bạn chờ anh một chút nhé. Có người hỏi. Alo. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ok, tiếp tục nhé. Ok, quay trở lại cái này nhé. Thì cái email này anh sẽ demo luôn cho cả lớp. Đây, đơn giản như thế này thôi. Ví dụ anh có một cái biến PHP thì cái này chúng ta khai báo biến ở đây. Đây này, thì cái này nó tương đương với cái cú pháp khai báo script của PHP ấy. Ví dụ anh có biến started bằng fail chẳng hạn. Đó, kiểu như vậy. Anh kiểm tra là nếu mà cái started này có thì anh sẽ làm gì trái lại. And if đó kiểu vậy. Ví dụ có thì anh sẽ in ra cái nội dung gì đó. Part 1 này. Covid-19 chẳng hạn như vậy. Covid-20 kiểu vậy. Đây, anh viết như thế này. Đó, thì đây là cái cú pháp Blade. Và trong đây các bạn dùng HTML như thông thường. Và tùy từng bài toán mà các bạn sẽ dùng nó như thế nào cho nó phù hợp. Thì đây là cách dùng if else ở trong thằng Blade. Đây, chúng ta chạy thử lên nhé. Ngoài index này. Ôi giời, vẫn dính cái middleware kia. Chúng ta tạm bỏ nó đi. Đây. Đó. Đó, được chưa? Rồi, anh lưu rồi. Đây, các bạn hiểu cú pháp này chưa? If, else, else, if. Đó. Hôm nay anh sẽ nói về cú pháp các thứ thôi. Còn về chia layout rồi load layout thì anh sẽ để buổi sau vì nó sẽ hơi dối đấy. Đúng rồi, giống như thông thường thôi. Giống như các bạn code bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Chỉ là cú pháp của nó thay đổi thôi. Còn cái tư tưởng của nó thì không khác gì. Thế nên là người ta bảo là học được một ngôn ngữ thì sẽ học được hết. Là như vậy đấy. Đó. Đây, quay trở lại đây. If else rồi đúng không? Giả sử anh muốn gọi đến một cái method trong PHP thì chúng ta sẽ cách gọi method thì nó lại dùng đô la này. Gọi là function đi. Function name như thế này. Đó. Kiểu như vậy. Đây. Ví dụ anh có một cái function là anh in ra function thì nó sẽ gọi như thế này, sorry các bạn. Nó sẽ gọi không phải dấu đô la mà nó sẽ gọi như thông thường. Hoặc là nó sẽ gán vào biến. Function name một là nó sẽ như này. Hai là sẽ gán vào biến ở ngoài blade ấy. Đó, ví dụ như này. Đây. Đó, và chúng ta sẽ dùng cái cú pháp này để khai báo cái script của PHP.
NPP. Đó. Anh giả sử anh in ra cái thời gian hiện tại của hệ thống, anh dùng hàm nào đây, thì lập tức anh sẽ in ra được cái thời gian hiện tại này. Đây, ok chưa? Của PP. Đó. Thì anh sẽ khai báo như thông thường thôi. Hay là anh muốn kiểm tra sự tồn tại của một biến, thì trong PP nó dùng iset, thì các bạn chỉ cần dùng như này. Và trong này vẫn như thông thường. Ví dụ nếu mà tồn tại biến email thì L and if như thế này. Email này tồn tại này, kiểm tra sự tồn tại này. Đó, ví dụ các bạn có một cái biến là người yêu cũ chẳng hạn, thì nếu mà tồn tại thì ở đây sẽ là, vẫn còn tồn tại, dưới này sẽ là không. Kiểu kiểu như vậy. Thì cái iset này nó sẽ là để kiểm tra sự tồn tại của một biến hay của một biến, hay là của một cái gì đó. Các bạn hiểu không? Đó. Thì cái đô la, à cái dấu ngoặc nhọn này này, nó sinh ra chỉ để phục vụ cho các biểu thức toán tử như là if, else, while hay là for. Đó. Ví dụ đây, H2 là email tồn tại, trái lại email không tồn tại. Được đấy Bảo ạ, cũng chịu khó sưu tầm lắm. Đây, ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Anh sẽ nói về những cái cú pháp cơ bản thôi. Và tiếp theo, trong Blade chúng ta có thể sử dụng for x để duyệt mảng. For x, đây là cú pháp duyệt mảng trong PP. While cũng dùng như vậy, tí nữa anh sẽ nói while. For x, ví dụ anh có, đây là một cái array thôi. S này, khi trỏ đến value như thế này. Đó, và cuối cùng là end for. Đó, ok chưa? Anh giả sử anh muốn dùng một, anh có một cái mảng student như thế này. Đây chúng ta có student rồi, từ index này. Đây, anh giả sử anh có một student, nó là nhiều student. Đây. Đó. Đây là mảng đa chiều ở trong PP. Ok chưa? Anh có 2 sinh viên đi, 2 đến 3 sinh viên đi. Đây, sinh viên 4 này, 3 này, 2 này, 1. Ok chưa? Anh muốn duyệt cái mảng student này thì chúng ta dùng nó như thế này. Đó, thì chúng ta dùng như thế này. Student có S. Đó, và mỗi lần duyệt thì chúng ta lấy ra được cái key và value của anh để là student, mỗi lần lấy ra được một student. Ok chưa? Và chúng ta thử đưa nó vào trong table này, thì các bạn end for x. Đó, thì các bạn sẽ duyệt nó trong cái table như thế này. Ui, 600 là sẽ như vậy. So spacing không, xem đỉnh không. Trong đây anh sẽ duyệt ra từng cái tr, tr này nó sẽ, anh sẽ lấy ra được từng cái student tương ứng. Ví dụ như là student với key của nó sẽ là name, email, phone, thì đây sẽ là name. Đó, các bạn viết thấy khi các bạn dùng Blade này, một điểm đó là các bạn thấy nó khá là gần với cú pháp của thằng HTML. Đây, tiêu đừng có S, chuẩn đấy. Ok. Đây, đây sẽ là email. Đây sẽ là phone. Đây. Thì anh sẽ in ra được cái danh sách student mà chúng ta lấy được từ cái phương thức index này. Và biến student này của chúng ta đã khai báo ở đây rồi, trong controller rồi. Chúng ta truyền ra ngoài chúng ta cũng sẽ phải là student có S. Đó, ok chưa? Thì ngoài
view, ngoài bullet view thì chúng ta sẽ lấy được cái biến student này và in ra. Chỗ này có s thì đúng nhá, nhưng ở đây là do chúng ta đặt tên thì chúng ta sẽ phải lấy theo ở đây, được chưa? Anh chạy lên này, đây thì các bạn thấy là à, lúc này anh đã in ra được biến student nó như thế này đó. Ok chưa, các bạn hiểu chưa? Tiếp theo, anh sẽ nói về while. While thì bản chất nó giống như này thôi, giống như if. Trong này sẽ là condition và kết thúc của nó sẽ là end while. Đó, không khác gì cả. Anh giả sử anh in ra một dãy số từ 1 cho đến 100. Anh muốn in ra dãy số dùng while đi, thì chúng ta dùng nó như thế này. Đó, ví dụ start của anh là 1. Anh muốn in ra dãy từ 1 đến 100 thì ở đây anh sẽ dùng là while start. And while. Đó, mỗi lần chúng ta sẽ in cái start của chúng ta. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ cộng start. Chuyện này hơi bất tiện, nó sẽ có một cách khác. Đây. À, trong while mà anh dùng này có khi là lỗi rồi. À sorry, start phải nhỏ hơn, cùng lắm là bằng 100. Và anh sẽ tăng cái start lên. Anh nhìn thấy nó rơi vào vòng vô tận vì là lúc nào cũng tồn tại stars kiểu vậy. Đó, các bạn sẽ thấy là từ 1 cho đến 100 kiểu như vậy. Đó, thì đây là cách dùng. Ok chưa, các bạn đã hiểu chưa? Ok, tiếp nhé. Chúng ta sẽ nói về một cái vài cái ở trong Blade nữa. Anh sẽ vào đây vì là anh không dùng giáo trình nên là nó sẽ bị, đôi khi nó sẽ bị thiếu một vài thứ. Tất nhiên là phần load layout thế này anh sẽ chưa nói gì. Những cái này anh sẽ chưa nói này, vì những cái này liên quan đến phần layout, extend các thứ anh chưa nói, chỉ nói cú pháp các thứ thôi. Đó, gần như là chúng ta nói hết rồi. À, còn một cái cực kỳ hay nữa, đó là cách dùng có chấm than hoặc là không. Tí nữa thì quỳ. Phần echo này, chúng ta có hai cách dùng. Cách này, chắc là nhiều bạn cũng nắm được cái cách này rồi, cú pháp dùng này rồi. Thêm nữa là in dữ liệu. Đây. Cái cách dùng chấm than này có bạn nào dùng chưa? Anh giả sử nhé. Rồi, ok, bây giờ nói này. Giả sử trong danh sách này của chúng ta, giả sử anh dùng cách in thông thường như thế này và anh in ra H1
H1 đây, và anh để thêm đây là nội dung thẻ H1 đây, được chưa? Nội dung thẻ H1. Giả sử nếu mà anh dùng thông thường như PHP, anh echo ra như thế này, anh echo ra như thế này, thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ in ra được cái nội dung là đây là nội dung của thẻ H1, và nó active được cái thẻ H1 đó, có nghĩa là nó sẽ nhận được đúng như tính chất của thẻ H1, là chữ của nó khá là to, được chưa? Tính chất của thẻ H1 nó sẽ như thế này. Đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái cú pháp echo của thằng Blade View, đây, chúng ta sẽ chạy nó lên, thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ disable cái thẻ H1 này. Nó sẽ disable cả thẻ H1 này. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể in ra được cái nội dung mà nó active được cái thẻ này? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái này. Đây. Các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt của nó này. Đây. Đó. Thì đó là hai cái khác biệt lớn giữa hai cách dùng này. Ok chưa? Thì cách dùng này chúng ta, cái cách dùng này này thì nó sẽ hạn chế được các lỗi XSS. Đây. Cái này này thì nó sẽ hạn chế được lỗi XSS. Chế được lỗi bảo mật XSS. Còn cái này thì không. Ok chưa? Có hiểu ý này không? Các bạn có hiểu ý này không? Rồi, ok. Anh sẽ nói đến cái lỗi XSS là cái gì. Thực ra khi các bạn đi phỏng vấn ý, thì cái câu hỏi là bạn có biết lỗi bảo mật XSS không, thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều nhà tuyển dụng hỏi câu này. Đó. Thì bản chất cốt lõi của cái lỗi XSS này nó là như thế này. Các bạn biết là đối với một trang web ấy, thì giao diện ban đầu của nó rất chuẩn, nó sẽ như thế này đúng không? Tức là họ thiết kế, họ design ra như thế nào thì nó sẽ như thế, đúng không? Nhưng đôi khi chúng ta sẽ làm vỡ giao diện chỉ vì một thẻ HTML ở trên trang thôi. Cụ thể như thế này, anh giả sử anh có một cái thẻ phông như thế này, anh giả sử anh ở trang này nhé, anh có một cái thẻ phông color là red như thế này. Đó, các bạn thấy lập tức những cái thẻ ở trong cái trang đấy đứng sau cái thẻ phông là nó bị ảnh hưởng, có màu đỏ rồi này, nhìn này. Đây, thì đối với trường hợp này thì các bạn nhìn thấy nó chưa lỗi lớn. Anh để như thế này đi, anh để là có nghĩa là gì? Anh đang đi gạch chân chữ toàn bộ giao diện này. Các bạn nhìn thấy không? Chữ bị gạch chân hết này. Các bạn có hiểu cái demo anh đang làm không? Đây. Anh vào cái trang này, anh chèn một cái thẻ U vào đầu trang. Chính vì vậy mà toàn bộ cái nội dung trong trang này nó bị gạch chân. Đúng rồi, anh đang phá web người ta. Đó. Thì lỗi X như thế này nó gọi là lỗi XSS. Lỗi XSS. Có hiểu không? Thì có nghĩa là khi mà các bạn, nếu mà các bạn làm một trang tin tức ấy, làm một trang tin tức mà các bạn cho phép người dùng nhập nội dung vào, hay là nhập nội dung vào một cái input mà họ nhập một cái thẻ, sau đó họ quên không đóng thẻ, ví dụ như thế này, H4 như thế này, đó,
Thì đến khi các bạn in cái nội dung này ra thì nó sẽ làm giao diện của cái trang đó nó bị vỡ, do cái thẻ H4 này mở thẻ nhưng mà lại không đóng thẻ. Đó. Thì cái lỗi XSS này nó sẽ làm ảnh hưởng đến trang, đó là nó sẽ làm phá vỡ cái cấu trúc HTML của trang. Đấy là lỗi lớn nhất. Phá vỡ cấu trúc HTML của trang, phá vỡ cái giao diện. Đó, khi các bạn đóng thẻ à, mở thẻ mà không đóng thẻ. Thì thằng này này, cái thằng Echo này này, nó sẽ hạn chế được cái lỗi đó. Bởi vì sao? Ví dụ anh lấy ví dụ quay trở lại đây. Anh giả sử ở đây anh lên đầu trang này, anh echo một cái thẻ này, anh vô tình anh lấy ra từ cái input mà người dùng nhập một cái thẻ phông như thế này. Thẻ phông thì đỡ, anh lấy luôn thẻ H1 đi. Anh vô tình anh in ra một cái thẻ H1 như này, thì lúc đó anh làm cho cả cái trang này phông chữ của nó thay đổi hết, nó sẽ bị vỡ giao diện. Đây là cái giao diện của chúng ta thì nó đang rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng. Chậm thế nhỉ? Một chậm. Đây các bạn sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ nó đổi theo này, chữ to lên này. Đây cỡ chữ to lên các thứ. Ok chưa? Ừ, đó bạn kia bạn ấy xuất ra một cái khá ok. Đó. Và nếu mà chúng ta sử dụng cái cú pháp này thì chúng ta sẽ loại bỏ cái lỗi đó. Khi mà các bạn gõ không đúng, không chuẩn và in ra một cái thẻ mở như này thì nó sẽ active cái này. Đó, ok chưa? Mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Đây, và nó in thẳng ra như này. Thì cái lỗi XSS này các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Như cái này đi phỏng vấn kiểu gì cũng sẽ bị hỏi đấy. Ok chưa? Thì bản chất của cái thằng này này, bản chất của cái cú pháp này này, thì nó dùng cái hàm HTML Entity ở trong PHP. Anh không nhớ chính xác cái cú pháp của nó là gì nữa, các bạn có thể tìm hiểu cái hàm này HTML Entity ở trong PHP. Thì nó giúp cho chúng ta in ra và nó disable thẻ HTML đi. Đó, kiểu như vậy, các bạn tìm chính xác cái tên cho anh như vậy, HTML Entity, thì nó sẽ loại bỏ được cái lỗi XSS. Bản chất của PHP nó đã cung cấp cho mình cái hàm đó rồi. Và cái cú pháp này trong Blade, Engine Blade, cái thư viện đó nó đang sử dụng cái hàm này để xử lý. Lớp mình ok chưa? Đó. Thì đối với bài hôm nay thì có lẽ là anh sẽ giới thiệu đến đây thôi. Bởi vì nếu học thêm thì nữa là sẽ khá là nhiều thứ. Thì chốt lại, bài hôm nay chúng ta sẽ học được cái gì? Thì chúng ta vẫn học thêm được về phần middleware, cách khai báo, cách định nghĩa, cách dùng nó ở trong controller, cách dùng nó ở trong router, và chúng ta học được cách chúng ta liên kết giữa router và thằng controller như thế nào. Nó liên kết giữa router name và cái method trong controller. Đó, và cách chúng ta load view, truyền dữ liệu từ bên controller ra ngoài view, và cách chúng ta làm việc với các cú pháp cơ bản ở trong Blade View. Các bạn hãy thực hiện nó ở trên máy của mình nhé. Hãy làm bài này và các bạn gửi cho anh email GitLab của các bạn để anh đẩy code lên, thì các bạn sẽ có toàn bộ cái số code này. Ok, nếu chúng ta nghỉ tại đây nhé. Có ai hỏi gì không? Ok, có chỗ nào không hiểu? Lớp mình học muộn này mà các bạn ở nhà thì chủ động ăn sớm đi, lần sau cho đỡ đói nhá. Ok, anh cũng tắt máy đây.